Chiều ngày 9 tháng 11, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng ban dân nguyện Hoàng Anh Công dành toàn bộ thời lượng phát biểu trên nghị trường để bày tỏ băn khoăn về một dịch bệnh khác đã xuất hiện từ lâu, âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ các cấp và len lỏi trong mỗi người, gây nguy cơ cho sự phát triển của đất nước. Đó là bệnh sợ trách nhiệm. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, tôi nhất trí với nhiều phát biểu của các đại biểu đã phát biểu trước tôi, thảo luận về những nội dung liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư phát triển. Trong đó có rất nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế do đại dịch COVID gây ra. Tôi xin được tham gia việc phòng chống dịch bệnh, nhưng là một dịch bệnh khác đã xuất hiện từ lâu, hiện vẫn đang âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ các cấp, len lỏi trong mỗi người chúng ta và đang trở thành nguy cơ cho sự phát triển của đất nước. Đó là căn bệnh sợ trách nhiệm. Vì nguyên nhân gì mà cán bộ, kể cả cán bộ giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu lại sợ trách nhiệm? Có những người khi thực hiện nhiệm vụ đúng căn cứ, đúng quy định pháp luật nhưng khi thực hiện thì lại sợ và không quyết định những vấn đề mà chỉ vì mục đích an toàn cho mình. Nỗi lo bị sợ kỷ luật, sợ xử lý bằng pháp luật và một thời khắc nào đó đã trở thành một nỗi sợ phổ biến trong cán bộ công chức. Nhất là trong đợt phòng dịch COVID vừa qua, tình trạng nhiều địa phương có tâm lý ngại mua sắm thiết bị, máy móc, thiết bị vật tư y tế do sợ bị xử lý kỷ luật, sợ bị xử lý hành chính, hình sự. Nỗi sợ trách nhiệm này còn biểu hiện trong công tác phòng chống dịch, điều hành phòng chống dịch tại nhiều địa phương. Mặc dù chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128, nhưng các địa phương vẫn áp dụng những biện pháp ngăn sông, cấm chợ, áp dụng những biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, hạn chế giao lưu hàng hóa nhằm tránh phát sinh F0 vì sợ rằng nếu để dịch bùng phát sẽ bị ảnh hưởng đến công tác và có thể bị phê bình kỷ luật. Hay như trong lĩnh vực đầu tư công cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi căn bệnh này. Đa số các công trình trọng điểm đều bị chậm tiến độ, đội vốn, tốc độ giải ngân tại các địa phương, các bộ ngành. Đa số đều đạt tỷ lệ rất thấp, mặc dù chính phủ đã phải áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục vấn đề này. Theo báo cáo của chính phủ thì trong năm 21 có tới 36 trên 50 bộ cơ quan trung ương, 20 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Trong đó có 20 bộ ngành và 2 địa phương đạt dưới 20%. Có thể thấy căn bệnh này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Và theo tôi, một trong những nguyên nhân chính đó là sự chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập trong các quy định của pháp luật đã đẩy cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ vào tâm trạng lo lắng, né tránh, sợ không dám quyết định. Theo tài liệu tại tờ trình số 423 của chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 21-26 thì qua giả soát kiến nghị tại 36 tỉnh thành phố thuộc trung ương cho thấy các quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế, gây vướng mắc khó khăn cho đầu tư sản xuất kinh doanh, có liên quan tới 79 luật, 3 nghị quyết của Quốc hội, 188 nghị định của chính phủ, 20 quyết định của Thủ tướng, 153 thông tư của bộ ngành. Đây là số liệu quá rất lớn. Hệ quả của sự bất cập nêu trên dẫn đến tình trạng hạn chế cái năng động sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ công chức, chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám vì lợi ích chung, cản trở sự phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của đất nước. Tác động tiêu cực của hiện tượng này đó là có một bộ phận không nhỏ cán bộ không năng động sáng tạo, không vì lợi ích chung, dĩ hòa vi quý, thấy đúng thì không dám làm, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện vô cảm với nhân dân. Người năng động, sáng tạo, trung thực, thấy đúng thì dám làm, thấy sai, dám đấu tranh vì lợi ích chung, đôi khi lại bị xử lý trách nhiệm, không được bảo vệ. Để kịp thời sửa chữa khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 22 tháng 9 năm 21, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong đó có đề cập khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro xảy ra thiệt hại. Nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét miễn giảm trách nhiệm. Tinh thần này cũng được khẳng định tại quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Tại khoản 3 điều 2 về nguyên tắc trong kiểm tra giám sát kỷ luật đảng có quy định, công tác kiểm tra giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới tích cực để phát huy bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá vì lợi ích chung. Đây là một chủ trương mới có hướng tới khuyến khích sự sáng tạo năng động của cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên,
để kịp thời đưa chủ trương đúng đắn của Đảng vào cuộc sống, chỉ cần phải sớm thể chế hóa các chủ trương này vào pháp luật. Nếu không sớm thể chế hóa quy định này về mặt pháp lý sẽ dẫn đến những việc như xử lý sẽ tùy tiện, luật hóa quy định cụ thể, quy định này sẽ không cho phép bất cứ ai được đưa ý kiến chủ quan và làm thay đổi sự thật và sự công bằng của pháp lý. Nếu không luật hóa thì sẽ không bảo vệ được người dám nghĩ, dám làm mà có thể dẫn đến bị trù dập, bị oan sai. Nếu không sớm luật hóa sẽ vô tình mở thêm thị trường cho tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực thanh tra, điều tra, xét xử, kiểm sát. Tôi xin có một vài kiến nghị. Thứ nhất là đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến sản xuất kinh doanh đầu tư, xử lý vi phạm hành chính, hình sự, các quy định pháp luật khác có liên quan để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những mâu thuẫn chồng chéo, kịp thời thể chế hóa quy định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và coi đây là nhiệm vụ cần sớm phải thực hiện và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh ngay. Hai là cần sớm nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật còn chung chung dẫn đến tùy tiện trong áp dụng trên thực tế, nhất là các quy định về hình sự, xử lý hành chính, kỷ luật. Ba là trong giai đoạn trước mắt cần giao cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, rà soát lại các vụ việc đã và đang được xem xét xử lý có liên quan đến nội dung nêu trên để có biện pháp tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong việc xem xét áp dụng quy định này trên thực tế nhằm củng cố lòng tin, tránh làm oan sai cho cán bộ, công chức, thủ tục vì mục đích chung của đất nước. Xin cảm ơn Quốc hội. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng người. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành công người trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.